Em nắm anh như tiền anh tiền ô. Tìm con hòn giá nha. Không có con nào một hòn hết á, hầu như là hai hòn hết. Sao con này nó thụt luôn, không thấy đâu luôn á. Một nó nằm ở trong ruột, nhưng mà khả năng con này nằm ở trong ruột rồi. Trong ruột thì sao anh? Trái ruột ở trong á. Thì nó sao? Thì nó vẫn phối bình thường á. Một nó nằm dưới bẹn nè. Mà dưới bẹn này không thấy nè, thì nó nằm ở trong ruột. Không có ấy được hả? Nó nằm trong ruột là phải mổ bụng ra. Trời ơi. Có bị không tụi? Bị không? Bé? Bé Hằng? Không, tại vì nằm ruột rồi. Kể kỹ sao anh không mổ ruột đốm gì anh? Nó nằm sót đâu không? Thường thường thì nó nằm hai bên bẹn này. Thì nó sẽ nằm một... nó, lồi lồi đó. Nó sẽ nằm một xíu thôi, nằm nhưng mà do tại vì ở bên ngoài mình không thấy thì anh ấy kỹ thế này nè, có thì nó lồi. Sao nhỏ phải không? Thì giờ chúng cái hạch. Nó cảm giác đau không anh? Không em, không em. Anh làm lấy gì vậy anh? Nó không có bể cái bao thì nó không có đau. Đau nó cảm thấy nó đau không? Thì đúng rồi, đụng vô nó đau, nó cảm giác hơi ví dụ như thấy lạ lạ như người nó. Còn cái hòn kia sao anh? Bây giờ anh làm xong cái hòn này xong anh tìm thử nó có nằm ở trong không? Nó nằm ngoài không? Nhiều khi nó nhỏ quá nó Vậy nó mốt có cần quay lại cắt chỉ nữa anh? Nhà tự cắt không được rồi không? Tự nó bứt không được. Thường thường á mà nếu như nó không nằm ở ngoài á, thì nằm trong á, nằm ngoài này nè. Dạ. Giờ nó mổ nữa hả?
Nếu mà ráng coi tôi tìm có không. Có khi có con 2-3 năm sau nó mới lòi ra. Giờ nó đi ngủ hơi sớm thôi. Không thì không sớm, do tại cái giá ruột á chứ. Giá nó không có giá chứ không hay này sao. Cái này như là này, này. Em nghĩ cái đó nó hơi nhỏ không? Tại mình thấy là nó cũng xuất hiện ở giữa nè. Anh đẹp vết thương ở đâu? Trời, mình thấy nó xót luôn á trời. Nhìn nó không thấy, nó không có chứ có thì mình lấy ra đẹp liền. Thử nha. Trời. Mày lại chứ giờ nó nằm trong mà. Nếu mà có thì có đây mà. Chút thôi. Ừ. Không, chút nó nằm sâu lắm. Nó nằm tít trong mà. Này này quá. Sao tỉnh chưa anh, thấy nó hết tỉnh hết thức mơ chưa vậy? Chưa không. Mày sợ không có con này. Không phải nha. Không phải hả? Anh sợ không phải, cắt ra mất công may lại nha. À, anh cũng không cắt luôn hả? Hả? Anh cũng chưa cắt luôn. À. À, cứ so so kỹ kỹ thôi. Phải hả? Ừ. Rồi. Ừ. Ừ.